Ok, xin chào tất cả mọi người ha. Chào mừng mọi người đến với cái buổi quay của mình ha. Ok, bây giờ mình sẽ trả lời cho bạn nha. Bây giờ đây là cái buổi mình sẽ trả lời cái bình luận cho mọi người. Hôm qua mình có nhận một cái bình luận của bạn Thương Bô ha. Sao anh không quay bên trong nhà văn hóa anh? Em tưởng sân khấu chính bên trong nhà văn hóa chợ. Vậy mai vé mua là 150k là xem cái gì anh? Ok, bây giờ mình sẽ trả lời bạn Hương Bô ha. Bây giờ mình sẽ trả lời lại cho bạn Hương Bô ha. Ok, đây, giờ mình đang chiếu lên cho mọi người xem đây. Đây là cái giá vé. Ok, bây giờ mình giá vé của lễ hội đêm trắng với mẹ overnight á mọi người. Đây, bây giờ mình sẽ đọc ha. Riêng đêm 2 giải chính, đêm Quốc Khánh, giá vé vào cổng là 150.000 đồng một vé một người, bởi chương trình hết sức ấn tượng, mới lạ và hấp dẫn. Một rê duy nhất tại lễ hội đêm trắng vang mê overnight, đêm khai mạc của chương trình đặc biệt kèm theo vào cổng là súp, bánh mì, thịt và cà phê sữa đá miễn phí. Chỉ với giá vé vào cổng là 150k, 150.000 đồng một vé một người, thời gian bán vé từ 16 giờ ngày 12 tháng ngày 2 tháng 9 đến 2 giờ sáng ngày 3 tháng 9, lần đầu tiên tại Buôn Ma Thuột đêm 2 tháng 9, đêm overnight cực kỳ ấn tượng với màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng, nhảy múa theo âm nhạc cùng với nhiều loại hình nghệ thuật rock, rap, dance sport, DJ, carnival, đường phố, xiếc, múa rối. Đến với đêm 2 tháng 9, đêm overnight, du khách còn được trải nghiệm hương vị đậm đà của cà phê Buôn Ma Thuột và thưởng thức các tiểu phẩm bolero, cùng tương tác với hoa hậu Hen, người con của quê hương Đắk Lắk, đại sứ truyền thống của lễ hội, và còn được thưởng thức nhạc cụ âm, một loại hình nghệ thuật dân tộc đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ tại tỉnh Trà Vinh, giao lưu với văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên. Đắk Lắk hứa hẹn sẽ là điểm đến lý tưởng của du khách trên cao nguyên Đắk Lắk, Trù Phú và nền thơ này. Ok, mình đã trả lời xong ha. Ok, bây giờ là cái buổi mình trả lời xong của bạn Thương Vô rồi ha. Ok, mình dừng cái buổi quay lại đây rồi. Ok, bye bye mọi người ha. Bye bye mọi người.